Em sẽ lấy cái trái này 10 đồng một thao các bạn ha. Đây các bạn ơi, em mới đi chợ xong mình mua được cái trái này. Đây. Chơi liền nha. Mình sẽ bắt cái này đẹp để mà mình cất lại tại mình sẽ ăn không hết á. Giống bên Việt Nam luôn. Wow, rất là nhiều nước luôn. Khỏi rửa luôn, cho nó sống lâu. Wow, ngọt lắm, mọi người rất là ngọt luôn. Ngọt mà nhiều nước luôn. Nhiều nước luôn, màu hồng luôn. Hôm nay có hộp giấy mà ở đằng sau. Ngon quá. Rất là ngọt luôn các bạn. Nhiều khi em đi mua giống như là nó sẽ bị lạc các bạn. Mình nghĩ là tùy theo mùa các bạn ơi. Không là mùa mưa là mình cảm thấy là trái cây nó sẽ dễ bị lạc. Mua xong ăn tại chỗ đã. Nhớ lại nãy giờ trong đầu của mình là nghĩ tới cái trái này rồi các bạn.